Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Vấp. Hôm nay video khá dài ha anh em ha. Thường những cái con mà nó gấu gấu á, em sẽ làm chi tiết nó khá dài tí ha. Thì cái mùa dịch này anh em ở nhà thì cũng mở kênh buồn buồn thì mở kênh lên xem. Em sẽ chia sẻ liên tục về những chiếc đồng hồ cơ đến với mọi người ha. Thì như trước mặt chúng ta thấy thì hôm nay đó là một chiếc đồng hồ cây. Đồng hồ cây rất đặc biệt, rất là đặc biệt. Nó không hiếm, nhưng giống như tiêu đề em nói, nó không dành cho sổ đồng anh em ha. Thật sự thì nó không hiếm ở thị trường Việt Nam à, cũng có rất nhiều, nhưng nó không dành cho số đông người chơi anh em ha. Ai chơi lên tới những cái tầm này thì cũng rất là dữ ha, cũng là sở hữu chắc cũng đã rất nhiều. Thì như trước mặt anh em á, không xa lạ gì, đó chính là chiếc HD. HD thì em đã nói, cũng đã nói rất nhiều anh em ha. Thì em cũng nói sơ lại một lần nữa ha. Thì HD là một cái thương hiệu đồng hồ tại Mỹ, rất là cao cấp tại Mỹ. Nó là thuần Mỹ anh em ha. Thuần Mỹ có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả mọi thứ chi tiết nó đều sản xuất tại Mỹ. Thường thì những chiếc đồng hồ cây á, sản xuất tại Mỹ á, thì nó hay sử dụng máy Đức anh em ha, sử dụng cái bộ chuyển động, cái máy thì nó sử dụng của Đức. Còn riêng về HD thì nó thuần Mỹ à, tất cả máy móc, thân vỏ, phụ kiện các kiểu thì nó đều sản xuất tại Mỹ à, nó giống như gọi là nội địa Mỹ luôn á, thuần Mỹ. Thì mẫu 250 này á, thì như anh em đã biết á, anh em có thể search Google hoặc là tìm hiểu trên mạng, thì nó được nhà sản xuất gọi là làm ra một trong những chiếc đồng hồ cây gọi là tốt nhất mà hãng đã làm ra. Có nghĩa là họ rất tâm huyết anh em ha, rất tâm huyết cho cái mẫu đồng hồ 250 này khi mà sản xuất. Mình tìm hiểu, mình đọc những cái bài review, những cái thông tin của hãng thì cho thấy là họ đánh giá rất cao về cái model này, một trong những model gọi là tốt nhất và kỳ công nhất của HD ở những cái thập niên 60-70 anh em ha. Đó, thì nó sản xuất đầu series 6 thì nó sản xuất ở thập niên 70. Thì như trước mặt anh em thấy, mình đi tới cái phần chi tiết về ngoại hình trước ha. Đây là cái thông số của nó về kích thước đây. Thì anh em thấy thì nó cao là tổng thể là 2m2, ngang đầu là 65, ngang thân là 54, ngang đế là 61, sâu là 37cm. Với một cái chiều cao và một cái kích thước như vậy thì nó quá lý tưởng cho một con grandfather anh em ha, cho một con grandfather cao 22, một con grandfather. Em quay một cái tổng thể sơ cho anh em hình dung chi trước. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái phần ngoại hình. Riêng mỗi người thì mỗi cách làm khác nhau. Riêng em là một thằng đam mê, cho nên là mọi chi tiết em không có làm nhiều ha. Mỗi con nào ra con đó, mình đam mê, mình soi kỹ, mình chơi, mình giao lưu với khách hàng, mình cho khách hàng cận cảnh những gì mình biết được. Rồi ok, anh em thấy đây là bên cạnh trái của nó trên phần đầu. Thì như anh em biết á, thì
cái gỗ mà tạo nên cái chiếc đồng hồ này nó là gỗ gụ anh em ha, gỗ gụ. Và tất cả những cái thông tin mà em nói trong clip á, tất cả đều có, đều là thông tin của hãng anh em ha, thông tin của hãng hết, chứ không phải là nói bừa nói bậy ha, không phải là nói bừa à, nói có sách bách có chứng đàng hoàng, chứ không phải là nói tầm bậy tầm bạ, muốn nói sao nói. Thì toàn thân của nó, cái lõi bên trong của nó là gỗ gụ à, gỗ gụ có nghĩa là cái nó cũng khá đắt tiền anh em ha. Và nó được ốp gỗ, gọi là gỗ nu á, ở Việt Nam mình hay gọi là nu, được ốp toàn thân anh em ha, em nói là nó ốp toàn thân luôn đó. Đó, nó giả màng cái mức độ đó, nghĩa là nó thường á, thì những cái mảng nu này á, nó ốp làm một hai cái điểm nhấn à, là một hai cái điểm nhấn cho một con đồng hồ thôi, còn cái này là nó ốp toàn thân anh em ha, ốp toàn thân luôn. Và chưa đâu, anh em thấy mấy cái viền này không, anh em tưởng nó là bằng gỗ mà không phải bằng gỗ anh em ha, nó là bằng đồng đó, bằng đồng anh em thấy là nó là bằng đồng chứ không phải bằng gỗ anh em ha. Và 107 feet tương đương với khoảng 32-33 mét đó, kiềng hết tất cả con đồng hồ này, anh em thấy nó khủng khiếp chưa, hãy dễ sợ chưa đó. Có nghĩa là nó kiềng cái viền đồng này tất cả là tính ra là 107 feet thì tương đương với khoảng 32-33 mét đó, tất cả con đồng hồ luôn, kiềng hết nguyên một con đồng hồ luôn, nghe là nó viền hết. Cho nên anh em thấy trên nó thì nó không có mấy cái mối ghép gỗ ha, chỉ có chuyển trên phần đầu trên này, còn toàn bộ là nó kiềng hết đó, anh em thấy nó kiềng hết đó. Thì anh em thấy bên đây đó, anh em thấy nu mà nó ốp kiểu này, ốp hết kiềng nè, kiềng nè. Đây là bên trái nha anh em, em quay từ cái phần đầu bên trái cho anh em xem nè, anh em thấy nó ốp luôn đó, kiềng ốp. Và cái thiết kế của nó rất là đẹp, ở cái điểm nhấn ngay cái hoa lá ngay trên cái mão đầu, anh em thấy đó. Anh em nhìn cái chi tiết cái mão của nó nè, trời ơi cái mão nó không có cái điểm gì để chê được à, mão lên rồi nó kiềng viền đồng, cái hoa lá quá đẹp, giống như một cái con rắn ba đầu anh em thấy, cái mão hoa lá nó như một con rắn hoa đầu, một con rắn ba đầu à, ở trong anh em ở đây hay gọi nó là mão rắn, quá đẹp, quá đẹp. Anh em thấy cái bông dụ của nó chạm cũng cực kỳ tinh tế và đẹp anh em ha. Đó, đây nè, cái điểm mà cái viền đồng nó lộ ra nè, à, bằng đồng nè. Đó, anh em thấy cái nụ đó, đó anh em thấy nụ thiệt nè, nó vần lên nè, thôi thôi giả màng một ngàn đi. Anh em thấy đây là cái phần bên phải của nó nè, cái phần bên phải của nó, mấy cái này nha, xin lỗi chứ cái gì tán vô không xi nhê nó ha, tán vô thì bị cái viền đồng nó cản lại nè. Và đây là phần bên phải nè anh em, anh em thấy vần chạy khắp con hồ ha, nghe nó ốp hết. Đây là phần bên hông, tất cả thì cũng là kiến mài hết anh em ha, kiến mài. Đặc trưng của những chiếc đồng hồ cây thì nó sử dụng kiến mài hết, trong veo, kiến giữ nó trong veo. Đây, đó, em soi từ từ cho anh em thấy. Anh em thấy không? Đây, thì cái thiết kế của nó phình ra nè, cái này nó phình ra nè, anh em thấy nó lượn, đó, nó lượn nè, đó, nó lượn thiết kế, nó giống như một cái bầu phình ra,
em có chỉ của nó này. Viền động, viền động. Nhìn cái chất của nó thôi thì cũng thấy nó phê. Cái chất của nó thì thấy cũng phê anh em ha. Em thì thực sự mình hồi xin chơi cũng mình đam mê mà mình chơi mà mình cái gì mà nó đặc biệt á, mình nhìn á, mình cảm giác của nó mình thấy nó đã lắm anh em ơi. Đó, thì anh em thấy ở dưới cái phần đế của nó này. Đó, đây là cái phần đế. À, còn rất đẹp, rất đẹp. Đó, anh em thấy chung mặt cái mảng nù của nó không? Anh em cứ hình dung mà để cái con đồng hồ này mà anh em nào mà thích chơi nu á ha, ở nhà hay để mấy cái khối nu bày đồ gỗ á, mà đưa cái con đồng hồ này vào á, anh em cứ tưởng tượng nó đi, người ta nhìn vô người ta wow. Thật sự mà nói thì đó là một những cái chi tiết như thế này hoàn toàn là thủ công mà nó làm nên được những cái chi tiết như thế này, thì cái công sức mà người ta làm cũng rất là gọi là hao anh em ạ, dữ dằn. Anh em thấy đây là cái giao diện mặt trước của nó, tất cả điều kiện hết luôn. Đây là cái giao diện đằng trước này. Anh em thấy luôn vâng nó chạy, vâng nó chạy khắp con đồng hồ 107 feet, 30 mấy mét. Ok, tất cả là đinh đồng hết. Trước của nó cũng là miếng kiến mài anh em ạ, kiến mài rất đẹp. Đó, kiến mài đã chơi là phải xôi, chơi là phải xôi, xôi kỹ thì kỹ. Tính em là những con đồng hồ như thế này là mình phải xôi từng chi tiết một. Đây là cả chìa khóa, em thấy cái quay vặn chìa khóa cũng khác người ha, nhỏ xíu thôi đó, đẹp bằng động luôn. Thấy vần nó khủng khiếp. Đây là cái bên hông bên trái này ha, còn đây là mặt tiền trước của phần đế, nguyên một miếng mình nó hơi anh em biết không, em quay luôn cái phần bên trong cho anh em xem luôn ha, mặc cho anh em thấy nó khủng khiếp. Đó, đây thường á, ống sáo của HCD á, thì nó ở sau nó là tấm vải anh em ha, và nó rất cẩn thận. Đây những cái chi tiết như thế này nè, anh em thấy là nhìn vô là biết nó cẩn thận mức độ nào, nó không sợ lạc ha. Mô đen 250 nè anh em thấy không, đến nỗi mà ở đằng sau cái hậu của nó, đằng sau cái hậu thôi, nó phải là mặt trước ha, đang nói là cái hậu ở đằng sau anh em thấy nó cũng ốp nu luôn. Thì hồi trước em cũng có nhiều cái con mà dòng cao cấp của Slide hay là những con Charlie hay là những cái con mà mới sau này cũng, thì những cái con mà nó dòng nó là cao cấp dòng limited thì nó ốp hết. Ở này em thấy nó ốp nè. Ở đây là cái hậu nha, cái hậu đằng sau thôi. À, anh em thấy nó ốp nè. Khùng. À, đây là cái hậu thôi. Đó thì mình không chơi đi, mình chưa chơi rành đi, nhưng mà mình nhìn vô những cái chi tiết này của nó thôi thì mình thấy nó cũng quá là kỳ công anh em ha. Đây, em mở cái lưới này ra cho anh em xem. Và đặc biệt của chiếc đồng hồ này á, thì tại sao nó đặc biệt so với những chiếc model khác thì anh em biết, đó chính là cái bộ sáo Phi 38. Đây là bộ sáo Phi 38 anh em ha. Đây là cái bộ sáo gọi là cái size nó cũng
nó có thêm một cái size cũng khá to nữa, nó size lên tới 40 42 luôn, nhưng những cái con đó rất hiếm, rất hiếm, thường những con đó nó nằm ở nhà thờ đó. Thì anh em thấy đây là bộ 6 phi 38, thường thì nó quýnh là 6 phi 35 thôi, nhưng riêng về dòng 250 này thì nó sử dụng là phi 38. Bộ 6 này rất giá trị theo con đồng hồ ha. Như nếu mà nó lạc cái bộ 6 này mà đưa phi 35 vô thì nó lại mất cái tính nguyên bản đi. Đúng của nó là nó sử dụng là phi 38. Thì âm thanh của phi 38 và phi 35 thì nó như thế nào? Thì anh em biết thì cái độ rộng của ống nó to thì nó quýnh sẽ ấm hơn. Cái độ ngân của nó sâu hơn. Đó. Còn cái ống nó nhỏ thì nó quýnh sáng tiếng hơn. Đó. Đây là nguyên tắc vật lý thôi. Đó. Còn máy móc thì nó cũng như nhau. Riêng về cả chiếc máy này thì cũng như mọi khi, em có để cái link ở trên website, anh em có thể vào đó, mình có thể xem chi tiết được cái chiếc máy này. Và em cũng nói luôn, đây là một cái chia sẻ thật lòng, thật tình. Thì riêng về những cái dòng ống 6 này mà khi mà đem về tới Việt Nam thì chiếc máy là cực kỳ quan trọng. Và cái chế độ mà hỗ trợ từ người dùng, từ người bán á, là cực kỳ quan trọng ha. Em xin luôn nhắc anh em là chiếc máy của nền tảng chính ống 6 á, là cực kỳ quan trọng, phải được bảo dưỡng chăm chút tỉ mỉ ha. Nếu không thì nó chớt quớt luôn đó. Và riêng về những dòng chính ống hoặc là ống 6 thì em cũng đã nói với anh em, thì cái việc hỗ trợ từ phía người bán chẳng hạn như là vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tận nơi thì điều đó cũng cực kỳ quan trọng, vì ống 6 không phải như những con rồng anh em ha, rất khó lắp ráp, rất khó cân chỉnh đó. Thì để hoàn thiện mà đặt ở nhà anh em thì về phía bên em là hỗ trợ tối đa anh em ha. Anh em ở xa cỡ nào ở, khi anh em chốt thì nó sẽ hàng sẽ ra trước, người sẽ ra sau, và bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt cho anh em tận nơi, hướng dẫn sử dụng đúng cách. Đó là lời hứa của em ha. Riêng về dòng chính ống thí dụ chốt mua về mà không biết gắn, không biết xài, không biết hướng, không biết sử dụng thì nó cũng vô nghĩa, rất khó. Rồi bây giờ tới cái phần bên trong ha, phần bên trong đây, đây là những cái chi tiết mà trên những chiếc đồng hồ đời mới bây giờ thường là nó không có được, đó chính là cái mặt số đó. Mặt số của những con HCD nó cũng giống như những cái con cổ anh em ha. Thì HCD á, nó cũng, anh em để ý á, nó cũng làm cái máy không thôi, rồi xong rồi nó không có để thương hiệu ở đây, không để thương hiệu à, nó chỉ để một cái logo vương miện, hoặc là có chiếc nó không để luôn à, nó bán cái máy không thôi và cái phụ kiện của nó cho một hãng khác, để cái hãng đó người ta đem về người ta đóng thùng à, người ta làm nên chiếc đồng hồ giống như cái kiểu mà Howard Miller hay là Westway hay là Slide đó, sử dụng máy Asica của Kanziger à, sử dụng những cái dòng à, mà của Kanziger, K-Series hoặc M-Series gì đó. Có nghĩa là HCD cũng là máy bán luôn, bán không thôi. Thì anh em thấy mấy cái con mà đồng hồ khác á, mà nó giống cái máy y chang nhưng nó không có logo à, không có cái này, thì đó cũng là cái máy do HCD sản xuất ha. Thì đây là con thuần ha anh em ha, thuần HCD. Thuần HCD nghĩa là nó có model đàng hoàng và nó được có chính hãng đàng hoàng. Như anh em biết á, thì cái mặt số của toàn bộ những cái con HCD nó đều là lắc kê vàng 14 ha anh em ha. Lắc kê vàng 14. Đây tất cả mặt số
đều được lắc kê vàng 14. Thì lắc kê tỉa tay giống như những cái con cổ đó, anh em thấy những cái con cổ nó cũng y chang vậy, lắc kê vàng tỉa tay. Những cái chi tiết này cực kỳ đáng giá. Đây thương hiệu Hashira, logo Vương Nguyễn. Còn bên đây là ba bản nhạc, nó là ba bản nhạc. Thì cái bản Concert này là nó cũng là dạng độc quyền nha anh em ha, em cũng đã giới thiệu nhiều. Đây cái bản này nó cũng là dạng độc quyền, giống như là gai Canadian trên Odo vậy. Nó chơi được ba bản Westminster, Washington, Concert. Thì bên đây là bên phần tắt nhạc, tắt nhạc. Còn bên đây là bên phần tắt chuông nè. Những con này mà không tắt nhạc tắt chuông nó quýnh thì thôi. Nếu mà để gần gần phòng ngủ là quýnh cũng mệt à. Thì tại sao là em lại nói những em lại yêu thích những cái thương hiệu như thế này ha? Em thì chơi thì em có cũng mình cũng may mắn thì mình cũng tiếp xúc được rất nhiều. Thì mình cũng có sàng lọc ra một vài thương hiệu mà mình theo đuổi ha. Thì đây là một trong những cái thương hiệu mà em theo đuổi, chẳng hạn như là Rizal, HSD đó, những chiếc đồng, những cái thương hiệu mà em rất yêu thích ha, đến từ Mỹ. Ở đây em quay dòng một cái dòng mặt số cho anh em xem. Đây là cái phần mặt đực chân sau đó, bên này là bên phải. Mình chơi là phải sôi anh em ha, cứ sôi từ từ. Sòi từ từ. Mặt bằng USA thôn Mỹ, lắc kê vàng tỉa tay, mặt số số đen rất dễ xem giờ anh em ha. Đây, kim đúng à, anh em nhìn tổng quan cái mặt số thấy phê ha, phê. Em làm phê lắm luôn á đó. Mà những cái con đời mới sau này không bao giờ có được cái mặt số như thế này anh em ha, không bao giờ có được cái mặt số như thế này hết. Mình chơi là mình phải phân tích. Đó. Anh em thấy cái bản lề của nó ha. Đó. Thì anh em biết thì nó bên trong mà nó cũng ốp luôn nè anh em thấy. Cái giả màng là bên trong nó ốp luôn. Đó, nó kiền luôn, ốp luôn. Ốp luôn luôn. Anh em thấy không? Mặt trong thôi đó là cái con này là nó ốp hết, mà em đã nói nó ốp hết. Thì anh em thấy cái bản lề của nó nè. Đó, ghi cái cánh cửa của nó khá nặng anh em ha, khá nặng. Cho nên cái bản lề của nó cặp dài từ ở trên xuống dưới luôn. Đó, anh em thấy nó cặp cái bản lề của nó. Đó, thì làm sao mà nó sệ nổi ha. Không bao giờ sệ nổi. Đó. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nó nẹt hết, nó nẹt gỗ hết. Đó. Nó tạo ra một cái con hồ chất lượng từ bên ngoài lẫn bên trong anh em ha, từ bên ngoài lẫn bên trong, đồ chất thì thường nó vậy ha. Những chiếc xe hơi đắt tiền cũng vậy ha, nó chăm chút từ bên ngoài lẫn bên trong ha. Nghĩa là rất nhiều công sức nó bỏ ra. Thế nên em đây là ba quả tạ của nó ha, đây là ba quả tạ. Thế nên em thấy ba quả tạ quá đẹp đúng không nè, quá đẹp, quá trời đẹp. Thì cái vỏ đồng này á, vỏ đồng này á, thì nó rất dữ. Em nói thật sự là nói ba cái này, riêng cái chiếc vỏ đồng này thôi á, là nó cũng dày và chất lượng hơn những cái con đời mới sau này rất rất nhiều ha. Rồi cái cục này thì nó cũng là 22 kg anh em ha, 22 kg. Thì nó quýnh chục ngang, em cũng đã giới thiệu với anh em cũng nhiều rồi. Mấy con chính ống thường, mấy con cổ chính ống thường nó quýnh chục ngang, cho nên là nó cái Google nó nằm ngang á, cho nên nó kéo nó phải đòi hỏi một cái lực rất là mạnh để kéo nó xoay được. Thì em thấy đây ba quả tạp rồi. Em thấy cái dàn sáo của nó nhìn vô là mình phê liền. Nhìn vô phê. Đây này em thấy cái quả lắc của nó ha. Thì quả lắc nó có thêm một cái miếng này ha.
đó, một cái miếng giống như là cây đàn vậy đó. Đây đây, quả lặn rồi, chạy tia rất đẹp ha. Thì như anh em thấy thì em cũng nói anh em thấy bên trong của nó, cái quách đằng sau cái hậu anh em thấy không, nó cũng ốp nu luôn. Đó, anh em thấy nè, đó cái quách hậu đằng sau nó cũng ốp nu luôn ha. Em nói rồi là nó chơi từ bên ngoài lẫn bên trong ha. Cái nào nó cũng ốp hết đó. Đẳng cấp hay không đẳng cấp nó nằm ở khúc đó đó. Và đây là cái model của nó đây nè. Thương hiệu Hashira ha. Còn cái này là cái giải thưởng. Giải thưởng của nó nè. Giải thưởng của nó. Có từ năm 1000. Có nghĩa là nó thương hiệu của nó đã có ở thế kỷ 18 rồi anh em ha. Này, nó tên gọi nó là Đột Lọc 1250, sản xuất tại Mississippi ở Mỹ anh em ạ. Riêng cái tem này không nó hay đẹp. Thì ở đây thì nó sử dụng chút bi anh em ơi, cái chút bi của nó cũng cha bá lửa luôn. Đó, nó sử dụng cái chút bi, hay cái chút bi để giữ cái cửa lại. Đó, riêng thì cái con này á, thì nó anh em thấy cái chìa khóa, cái tay quay của nó này. Tay quay HSD đây, tay quay zin của nó. Con này thì nó có cả luôn cái bộ giấy của nó rất là dữ anh em ha, rất là gấu. Đây bộ giấy của nó, bộ giấy tờ của nó, tất cả catalo đó, anh em thấy catalo hướng dẫn sử dụng, nhà phân phối. Rồi ôi tất cả giấy tờ nó không có thiếu cái gì hết á. Đó. Rất rất nhiều anh em ha. Để lấy sờ sờ ra cho anh em coi nè. Vì cái con này thì cái người chủ cũ người ta rất là giữ gìn ha. Đó, và đây là cái cái giải thưởng gold medal nè ha. Đó, giải thưởng của nó nè. Ủa, sao đây nè. Đó. Này này đẹp không? Đó. Đây. Đó. Nhận sử dụng nè, mặt rào à, đây là cái của đại lý nè à, thao gì đại lý à, những cái chi tiết à, rất là đã anh em ha. Còn ở đây là cuốn sách hướng dẫn, gọi là những cái sửa chữa nha, sửa chữa của Hashira. Cuốn này đọc cũng khá hay anh em ha, đọc khá hay. Đó, những chi tiết của nó rất là tỉ mỉ. Đó, cái người thợ họ đọc vô á, họ sẽ biết sửa. Đó, chi tiết của nó rất là, đó, từng chi tiết của nó phân tích hết ha, từ cái chiếc máy của nó phân tích hết. Đó. Đọc rất là hay ha, đọc vô rất là dễ sửa chữa. Đó, đây là những cái vấn đề nè. Đó, cái cuốn này đọc rất hay anh em ha. Anh em thợ á mà nghiên cứu về chính nóng á thì đọc cuốn sách này rất hay. À, cuốn sách này cực kỳ hay. Đó. Nguyên lý hoạt động rồi chi tiết bên trong của nó, từng cái con ốc bánh răng cho nó như thế nào thế nào. Đó, nó đều hướng dẫn mình hết. À, chi tiết này cuốn này cực kỳ hay. Thì như anh em biết á thì HSD á, thì đây em cũng nói luôn, nó có câu nói này rất là hay, nó kêu HSD là biểu tượng của sự giàu có dành cho giới thượng lưu, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. À, anh em coi cái hình của nó trên cái bìa quảng cáo của nó, anh em cứ hình dung đặt vô nó vô một cái nhà, anh thấy nó nhìn nó phê, nó rất đặc biệt về cái model này.
Thì em nói luôn thì cái âm con này nó rất lớn anh em ha, rất lớn. Nếu như mình mở cái cửa này nè, mình nghe ba bản của nó, cái lỗ tai mình nó lùng bùng liền. Đó, anh em biết là HCD nó kêu là HCD Horn Lock, nó là âm thanh hội trường. Đó, cho nên là cái tiếng của cái âm của nó rất lớn ha. Nó khác hẳn với những cái âm mà của ống sáo đời mới sau này. Khác hẳn. Nói về âm thì trên HCD và những con cổ quýnh cực kỳ hay ha. Còn trên những cái con đời mới sau này thì nó sử dụng phi 334 thì nó quýnh cũng không có phê lắm ha. Dáng thì nó đẹp nhưng mà quýnh thì nó cũng không phê lắm. Còn riêng về những cái âm trên ống sáo mà trên cái những cái thương hiệu này, những thương hiệu HCD hoặc là những con cổ quýnh cực kỳ hay, nhất là phi 338 anh em ạ, quýnh âm. Và đây là cái phần quan trọng nhất ha, em là phần test chuông. Rồi, anh em mình đi tới bảng console bus trước ha. Đó. Như em nói thì khi mình đóng cửa lại thì nó cái độ ồn, cái độ decibel của nó sẽ giảm lại. Nghe nó vừa. Còn khi mình mở ra thì nó lớn lắm. Mà nó cũng phi 338 thôi. Anh em nghe luôn nè. Cực kỳ hay. Cực kỳ ấm, cực kỳ hay. À, anh em nghe với sinh đồng hả? Nghe với sinh đồng. Thank you.
Rồi chị thẳng ha, sẽ ăn cơm sườn mà. Em lung bùng cái lỗ tai, decibel nó lớn, nó quýnh. Phải đóng cái cửa này lại thì nó quýnh vừa được. Ok, âm nó lớn. Thì như anh em đã biết á, thì cái dòng này á, anh em nào gần á thì qua em lên em mà khuyên em là nếu mình muốn xem á thì mình qua tận nơi mình xem ha. Còn nếu anh em ở xa, anh em cứ gọi video call ha. Em luôn nhắc nhở mọi người, anh em ở xa, anh em cứ gọi video call ha. Để thứ nhất là mình xác minh con hàng, thứ nhì là mình kiểm tra nó như thế nào trực tiếp. Làm như vậy thì về phía người bán và người về phía người mua cũng ai cũng sẽ vui, ai cũng vui hết. Trước khi mình ấy, anh em bỏ tiền ra chơi, anh em có quyền, em nói rồi, anh em bỏ tiền ra chơi, anh em có quyền ha, có quyền hết, yêu cầu từ phía người bán. Còn riêng về những cái chiếc đồng hồ chính nóng như thế này là hàng đi trước, em sẽ ra sao nếu anh em ở xa, còn em ở trong khu vực Sài Gòn hoặc bán kính khoảng 200-300 cây thì em sẽ giao lắp tận nơi ha. Còn em ở xa cũng vậy thôi, hàng sẽ ra trước, rồi em sẽ ra sau, chính tay em sẽ lắp những cái những, chính tay em sẽ lắp con đồng hồ này cho anh em và hướng dẫn anh em chơi ha. Rồi, rồi cái chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ alo trực tiếp cho em hoặc nhắn tin đi, em sẽ trả lời cho, đừng tiếc gì một cú điện thoại hoặc một lời tin nhắn ha. Em đã nói hoài ở trên YouTube chỉ là một cái kênh chia sẻ thôi, còn anh em muốn giao dịch mua bán hay bất cứ cái gì cứ điện thoại là hay nhất anh em ha, điện thoại hoặc nhắn tin là hay nhất. Đừng bình luận hỏi giá em trên YouTube ha, nó cũng rất là nhạy cảm anh em ha. Rất nhiều các bác đã bị sự cố trên YouTube rất nhiều ha, đó là một kinh nghiệm. Những cái trang đó chẳng qua chỉ là truyền tải được những cái thông tin đến cho anh em thôi, nó không phải là một trang mua bán. Cho nên anh em cứ gì cứ alo trực tiếp cho em theo cái số điện thoại em để trên trên màn hình á, hoặc là nhắn tin đi, em sẽ trả lời cho. Còn muốn xem trực tiếp thì kết bạn Zalo gọi video call là hay nhất ha. Chứ không phải là cứ gì cũng để giá để giá để giá để giá ha. Có ngày là cũng tôi luôn, rất nhiều anh em đã bị. Rồi, ok, em quay sơ một cái dòng tổng thể cho anh em xem nha. Anh em thấy HD rất chỉnh chu, anh em thấy cái tạp chí của nó không? Đó, cái quảng cáo của nó thì cái con nó là con 294 á, đó, quá đẹp, HD chỉnh chu, từng con ốc, từng chi tiết. Những chiếc đồng hồ không dành cho số đông. À. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip.
hẹn anh em vào cái video tiếp theo. Trong cái mùa dịch này anh em ở nhà xem, em còn nhiều lắm, rất nhiều đồ độc lạ sẽ gửi tới anh em trong cái mùa Covid này, cho anh em ở nhà anh em tham khảo, hỏi đi đâu hết ở nhà buồn buồn mở cái kênh của em lên xem cho đỡ buồn, đi ra ngoài dịch bệnh lây truyền. Ok, cảm ơn mọi người, thân ái chào mọi người.